chắc bỏ đi vô ba nha. Nó lại đi, nó lại đi. Không, không ba vậy chứ. Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Rõ ràng là có. Đây mở đường. Lộ đạn nổ tuyệt vọng. Đấy. Giờ tôi đang nghĩ ra một cái ý kiến là rất là hay. Mang cái thằng này trang bị cái ống ngắm từ xa, thế là tôi có thể giết bọn địch từ xa mọi người ạ. Đây, mọi người sẽ xem tôi nha. Vào luyện tập. Đây, bắt đầu vào. Đây, đây là hệ xoáy cực đỉnh nha mọi người. Giờ tôi sẽ cho chúng nó chết. Tôi sẽ ở tầm xa như thế kia chứ không leo lên cột đỉnh đâu. Mọi người xem tôi nha. Ôi chết mẹ ơi. Xin lỗi mọi người, tôi chơi ngu rồi. Tự nhiên ném thẳng mọi người mình. Đây, tôi đang ở đất xa nhưng tôi có ngắm từ xa nên tôi sẽ bắn. Nhưng đổi lại nó lát cực kì. Hả? Không. Không. Mọi người xem thấy tôi giàu chưa? Rồi đi ăn hàng anh Hải. Anh Hải chơi đi nha, em quay nè. Okay. Thôi tắt.